Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lùng đạo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thính tiếng mẫn đường vua nình, mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ, chuyển sáu căn ra khói làm mê, trước đài sen thành kính hướng về, tịnh tam động quy tam bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đáo. Nhưng tận cùng công lễ vô minh, chỉ phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giáng từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương tự quan tìm đến bửu thành, đặng tự gian giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kim lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng, mười phương hiện thành mây bao kiên tường, chư phân rõ biết ngọn hương chí thiền, pháp thân toàn thể tiền chứng minh hướng nguyện phương liền ban cho. Nam mô Hương Văn Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Văn Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Văn Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu rất nhiễm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn kỳ to, cấm cô độc nước xa về, cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bậc A La Hán, mỗi người đều quen biết như làm. Trưởng lão ra lời Phật đại mộng kiền liên đại ca diếp ma ca chiên viên mà câu vi la li bà đã châu lợi bàn đà già nang đà a nang đà la hầu la kiều phạm ba đề tân đầu lư phá la đọa ca lưu đà di ma kiếp tân na bàn câu la nâu lầu đà. Nhưng về đại đệ tử như thế và hạng đại Bồ Tát văn thù sư lời pháp vương tử dần đa Bồ Tát càng đa đề Bồ Tát thường tinh tăng Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ Đức Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng từ đây qua phương Tây quá 10 muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lãm, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương nói pháp xả lời phân cõi đó. Vì sao tên là Cần Lãm? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lãm xá lời phân. Lại trong cõi Cần Lãm có 7 tầng bao lớn, 7 tầng mành lưới, 7 tầng hàng cây đều bằng 4 chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lãm xá lời vẫn. Lại trong cõi Cần Lãm có ao bằng 7 chất báo, trong ao đầy dãy nước đủ 8 công đưng đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đăng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở 4 bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng bạc lưu ly pha lê xa cừ xích châu mã não. Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh sáng vàng thời ánh sáng vàng sáng đỏ thời ánh sáng đỏ sắc trắng thời ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành. Xá lời phân cõi nước Cần là thành tựu công đứng trang nghiêm giường ấy. Xá lời phân lại trong cõi nước của Đức Phật đó thường trối giang trời đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời mạng đà la. Chúng sanh trong cõi đó thường vào lũng xa giờ ăn liền trở về bốn quân. Ăn cơm xong đi kinh hành, xa lời phân cõi nước cần làm. Thành tựu công đừng trang nghiêm dường ấy lại nữa, xa lời phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng. Không tướng anh và xa lợi cá lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã. Tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thảy đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xá lời phấn ông chớ cho rằng những giống chim đó thiện là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ. Xá lời phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đấy thôi. Xá lời vẫn trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thổi động các hàng cây bao và đóng mành lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xá lợi phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường ấy. Xá lợi phân nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà. Xá lợi phân Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại. Vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xá lợi phân Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên tăng kỳ kiếm nên hiểu là A Di Đà. Xá lợi phân Đức Phật A Di Đà thành Phật nhận lại đến nay đã được 10 kiếp. Xá lợi phân lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tính đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xá lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường ấy. Xá lợi phân lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thối chuyện. Trong đó có rất nhiều vì bậc những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi. Xá lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải thể dùng chút ít tiền căn. Phương đừng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó, xa lời phong nêu có thiền nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tàm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng quán sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lợi phân ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lãng xa lời Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đấng A Sung Bề Phật Tu Di Tướng Phần Đại Tu Di Phần Tu Di Quang Phần Diệu Âm Phần Hằng Hà. Sa số những Đức Phần như thế đều ở tại nước mình hiện ra, tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này xa lời phong thế giới phương Nam có Đấng Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Phân Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà. Sa số những Đấng Phật như thế đều tại nước mình hiện ra, tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghề công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có Đức Vô Lượng Thọ Phật Vô Lượng Tướng Phật Vô Lượng Tràng Phật Đại Quang Phật Đại Minh Phật Bưu Tướng Phật Tịnh Quang Phật Hằng Hà. Sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra, tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng cả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Băng có Đấng Diệm Kiên Phật Tối Thắng Âm Phật Nan Trở Phật Nhật Sanh Phật Vong Minh Phật Hằng Hà. Sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra, tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tín kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sao hộ niệm này xa lời phân thể giới phương dưới có đức sư tử phần danh văn phần danh quang phần đảng mã phần phạm tràng phần trì pháp phần hằng hà sa số những đức phần như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiệt chư Phật sao hộ niệm này xa lời phân thể giới phương trên có đứng phạm âm phần tu vương phận hương thường Phật hương quang phần đại diệm kiến Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di sơn Phật hằng hà sa số nhưng đứng Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiên chư Phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh nhưng thiết chư Phật sở hộ niệm xa lời phân? Vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác xả lời phân cho nên các ông đều phải tin những lời của ta và của các đức Phật nói xả lời phân. Nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xá lời phân cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xá lời phất như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức Phật đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói lời này đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừ kim trừ kiến trừ phiền não trừ chúng sanh trước màn trừ trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xá lời phân phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là đấng có đức phần nói kinh này rồi. Ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người Á Tu La vân vân nghe lời của đức phần dạy, đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn sáng trong ngần trắng bận mấy trần. Nào là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại, chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lặng trang sáng suốt cõi bờ kia một bước đến nơi. Trái lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chứng tỏ bài đích đang. Bồ Tát danh quang tự tại khi tham thiền vô ngại đến trong, thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc, sắc nào khác không ấy sắc tướng cùng đồng không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tổng về chân không, tòa sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dứng thường trơn, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm mà cơ ấy, nên cõi trên không giới thể lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn âm thân. Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng. Vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng có nào. Không chi là trí có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quái ngại có chi khủng bố, tưởng xa lìa mộng tưởng đảo điên. Tâm không rộn ráo chư duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhã đáo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh trí đã hai lần, thì thần chú đúng bần quang minh. Ấy chú tôi thượng hoài linh, ấy chú vô đẳng thinh thịnh hoài thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiện bấn hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng, bà đế cầu ha đế đà ra ni ha ra đế tỳ lê đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà ni bà đế cầu ha đế đà ra ni ha ra đế tỳ lê đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà. Đại từ đại bi thương chúng sinh, đại hỷ đại xá cứu muôn loài, tương tố choi sáng từ trang nghiêm, đệ tử chí tâm quy mạng lễ. Nam mô Như Lai ưng cung chánh biến trí minh, hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường trì. Điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam mô Đa Báo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bá Thân Như Lai, Nam mô Lê Bố Quý Như Lai, Nam mô Ca Ma Lộ Nam mô Thầm Phương Thượng Trú Tam Bảo, Nam mô Thầm Phương Thượng Trú Tam Bảo, Nam mô Thầm Phương Thượng Trú Tam Bảo. Đệ tử hôm nay quỳ trước điện, chí tâm đảnh lễ đấng Từ Tôn, đã bao phen sanh tử dâm dồn, trôi lăn mãi trong vòng lùng đạo. Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo, mà con còn đắm đuối mê say, mắt xem huyễn cảnh hằng ngày, tai thính tiếng đường vua nình anh, mùi quen người mùi thơm bất tịnh, lưỡi dền theo lắm chuyện gây go, thân ham dùng găm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lùng dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí huệ từ lâu, hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tâm sám hối phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội từ nay dừng bỏ chuyện sáu căn ra khói làm mê, trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam động quy tam bảo, phần giới cấm chuyên trì chú đáo. Nhưng tận cùng công lễ vô minh chí phàm phu tự lực khó thành, cầu đại giáng từ bi gia hộ, dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh. Con dâng lòng vì đạo hy sinh, nương từ quan tìm đến bửu thành, đặng tự gian giác tha viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phung tụng công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh. Công văn vô lượng quang phần sáng, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung, cứu phẩm liêm hoa vi phù mẫu, hoa khai kiếm phần ngộ vô sanh. Vâng thôi Bồ Tát vi bàn lỡ, giai công thành Phật đạo. Tự quy Phật xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả phát lòng vô thường. Tự quy pháp xin nguyện chúng sinh, thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển. Tự quy tăng xin nguyện chúng sinh, thông đại chúng anh thái công ngài. Kim lư vừa bén chiên đàn, sông pháp giới đạo tràng mười phương, hiện thành mây bao kiên tường. Chư phân rõ biết ngọn hương chí thiền, pháp thân toàn thái tiền, chứng minh hướng nguyện phương liền ban cho. Nam mô Hương Văn cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện có Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Phật Bồ Tát. Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ Đức Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ, câm cô độc nước xa về, cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo. Câu hỏi đều là bậc A La Hán, mỗi người đều quen biết Như làm. Trưởng lão xa lời Phật Đại Mộng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Hà Ca Chiên Viên Mà Hà Câu Huy La Ly Bà Đa Lợi Bàn Đà Già Nang Đà A Nang Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Ha Kiếp Tân Na Bàn Câu La Nấu Lầu Đà. Nhưng về đại đệ tử Thường Tinh Tăng Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát như thế, và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội. Bây giờ Đức Phật báo ngài trưởng lão xa lời Phật rằng: từ đây qua phương Tây, quá 10 muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cực Lạc. Trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà. Hiện nay đương nói pháp xả lời Phật cõi đó, vì sao tên là Cực Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá lời Phật lại trong cõi Cực Lạc có 7 tầng bao lớn, 7 tầng mành lưới, 7 tầng hàng cây đều bằng 4 chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cực Lạc. Xá lời Phật lại trong cõi Cực Lạc có bằng 7 chất báo, trong ao đầy dãy nước độ 8 công đừng đáy ao thuần, dùng các vàng trái làm đăng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường. Ở 4 bên ao, trên thềm đường có lầu gác cũng đều nghiêm sức bằng vàng. Bạc lưu ly pha lê xa cừ xích châu mã não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sáng vàng thời ánh sáng vàng, sáng đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng trắng, màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phân coi nướng cần là thành tựu công, đứng trang nghiêm giường ấy. Xa lời phân lại trong coi nương của Đức Phật đó thường trối giang trời. Đứng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rưới hoa trời, mang đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường 10 muôn ưng đứng vân ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bốn quân, ăn cơm xong đi kinh hành. Xa lời phân cõi nương cần làm thành tựu công, đừng trang nghiêm giường ấy lại nữa. Xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường, nào chim bành hàng không tước anh và xa lời cá lăng tận và công màng. Những giống chim đó ngày đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã, tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần, ba thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xá lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiện là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ. Xá lời phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có, huống gì lại có sự thần. Những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thổi động các hàng cây bao hòa, đóng mành lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung, người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xá lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công, đứng trang nghiêm giường ấy. Xá lời phân nơi ý ông nghĩ sao Đức Phật đó, vì sao hiểu là A Di Đà. Xá lời phân Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng, soi suốt các cõi nước trong 10 phương không bị chướng ngại. Vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xá lời phân Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên tăng kỳ kiếp, nên hiểu là A Di Đà. Xá lợi phân Đức Phật A Di Đà thành Phật nhận lại đến nay đã được 10 kiếp. phần đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế, xả lời phân cõi nước của Đức phần đó thành tựu công đứng trang nghiêm giường ấy. Xa lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thối chuyển, trong đó có rất nhiều vị bậc những sanh Bổ Xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được, chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ. Xá lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đừng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xá lời phân nêu có thiền nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không tàm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xá lợi phân ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lạng. Xá lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đấng A Sung Bề Phật Tu Di Tướng Phần Đại Tu Di Phần Tu Di Quang Phần Diệu Âm Phần Hằng Hà Sa Số những Đức Phần như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán băng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương Nam có Đấng Nhật Nguyệt Đăng Phật Danh Văn Quang Văn Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Sa Số nhưng Đấng Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xá lợi Phật thế giới phương Tây có Văn Đại Minh Phần Bưu Tướng Phật Tịnh Quang Phần Hằng Hà Sa Số. Nhưng Đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tương lợi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời Phật thế giới vương băng cò đứng diệm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số. Những đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tín kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sao hộ niệm này. Xa lời phân thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đảng mã Phật phạm tràng Phật trì pháp Phật hằng hà sa số. Những đức Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kình xưng tán bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời phân thế giới phương trên có đứng phạm âm Phật tu vương Phật hương thường Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di sơn Phật hằng hà sa số. Nhưng đứng Phật như thế đều ở tại nước mình, hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức những thiên chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào, vì sao tên là kinh nhưng thiết chư Phật sở hộ niệm. Xa lời Phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đức Phật thời, những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm, đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Xả lời Phật cho nên các ông đều phải tin những lời của ta và của các đức Phật nói. Xả lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà, thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về. Xá lời Phật cho nên các thiện nam tử thiện nữ nhân thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia, xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng. Của các đức Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bàn. Của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu. Có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừ kiếm trừ kiến trừ phiền não trừ chúng sanh trước màn trừ trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tăng cả thế gian có tin này, xá lời phân phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó. Đức Phật nói kinh này rồi ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo, tất cả trong đời trời người Á Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ khuyết tâm kinh tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần trắng bợn mây trần. Nào là một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm, mà vẫn tâm ấy lặng trang sáng suốt. Cõi bờ kia một bước đến nơi an, trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành qua chứng tỏ bài đích đang. Bồ Tát danh quang tự tại, khi tham thiền vô ngại đến trong. Thầm vào trí huệ mở thông, mà soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tất cả không chi khổ ách. Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra, sân không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc sắc nào khác không. Ấy sắc tướng cùng đồng không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tổng về chân không. Tòa sanh tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dứng thường trơn, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Mà cơ ấy nên cõi trên không giới, thể lào lào vô ngại thường chân. Vốn không ngũ uẩn âm thân, sáu căn chẳng có sáu trần cũng không. Mà thấy rỗng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thân giới cũng không. Mời tánh không sáng suốt đại đồng, vô minh chẳng có mưa hồng hán chi. Vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hên chết già sao. Tư đế cũng chẳng có nào, không chi là tri có nào đăng chi. vấn lòng trí huệ linh thông. Bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quái ngại có chi cùng bố. Tưởng xa lìa mộng tưởng đảo điên, tâm không rộn ráo chưa duyên. Niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn, tam thế Phật y đàn bán nhã. Đáo bồ đề chứng quả chánh chân, cho hai ban nhã là hơn. Pháp môn tôi thắng cõi chân mau về, thì thần chú linh trí đại lừng. Thì thần chú đúng bừng quang minh, ấy chú tôi thượng oai linh. Ấy chú vô đẳng thinh thịnh hoái thần, trừ tất cả nguyên nhân các khổ. Thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư, thiên nhiên chân thiện bấn hư. Làm thần chú chân như thuyết rằng, bà đế cầu ha đế đà ra ni ha ra đế tỳ lệ đế đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà li bà đế cầu ha đế đà ra ni đế ni ha ra đế tỳ lệ đế đế ma ha già đế chân lăng càng đế ta bà. Đại từ